trăng soi thấu cho nỗi lòng. Ngày xa đi sông sông tiến đưa, con nước chia đôi bờ. Tụi bay mau lên. Dạ. Cái thứ đàn bà mất đó, dám thông dám dám rễ, đáng bỏ rõ đôi sông lắm. Con xin má, má cho con nhìn mặt con lần cuối đi má. Mày đâu có tư cách làm mẹ. Tụi bay đâu? Đem nó thả đôi sông cho tao. Má, nhanh lên, má thả đôi sông cho tao. Má, má, má. Đem nó đi, mau lên. Đem nó đi, thả đôi sông cho tao. Mau lên. Lại. Dạ. Mày làm cái trò gì đó? Hả? Dạ. Thả con Thảo ra ngay. Không được thả. Ông không biết nó đã phạm cái tội tai đình gì đâu. Tai đình hả? Làm cái chuyện ác nhân thất đức như vậy đó mà bà còn hùa theo tụi nó, tôi sẽ xử bà sao đó. Tội của chị Thảo là tội thông gian, không thể tha được đâu cha. Nếu mà tha thứ cho chị á thì danh dự của cả gia đình mình sẽ bị ô uế hết đó cha. Con còn dám lên tiếng như vậy hả? Tội của con không có nhẹ đâu. Là phận nữ nhân, là chị em ở trong nhà với nhau mà không biết thương yêu nhau, đùm bọc lẫn nhau, lại hành hạ nhau, hãm hại nhau, rồi tận diệt nhau. Tất cả mọi người ở đây, ta sẽ hỏi tội từng người một, nghe rõ chưa? Mở nè, mấy đứa đem mở bà về phòng, gọi đốc tờ về khám bệnh ngay. Dạ. Không được, tôi đang trừng phạt nó mà. Ông không có nhà nên ông không biết chuyện gì xảy ra đâu. Buông ra. Nè, bà đừng có tưởng tôi không có ở nhà là tôi không biết gì, nghe chưa? Tất cả mọi chuyện bà, con Loan, con Dung, con Phụng, tôi đều biết hết. Cả ba đứa sẽ bị cắt lương trong 3 tháng. Còn riêng với bà đó, sẽ bị cấm túc, không được rời khỏi gia đình này với bất cứ lý do nào. Bà nghe rõ chưa? Ông, cho tới khi nào tôi thấy bà biết ăn năn hối lỗi thì thôi. Nghe chưa? Cha. Giờ sao má? Đón xem diễn biến tiếp theo của bộ phim truyện Việt Nam Phận Làm Dâu, phát sóng vào lúc 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ các tập phim đã phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tải ứng dụng THVLI trên Google Play hoặc App Store.